Hello, xin chào các ông bà, các cô chú, các bạn và các em. Hôm nay mình vào bếp và muốn chia sẻ món bánh kẹp mà những trẻ em đều thích. Các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Cách làm rất là đơn giản và những nguyên liệu rất là dễ tìm. Đây là những nguyên liệu để tạo nên món bánh kẹp, gồm có bột mì đa dụng, bột quả trứng gà, bột nổi, bơ, một tí muối, đường và sữa. Mình xài cái bột nổi baking powder này nha các bạn. Và bây giờ mình đong 3 cup bột. Và mình sàng bột bằng cái sàng bột như vậy đó các bạn. Mình sàng bột cho bột nó mịn, nó không có bị lợn cợn, đóng cục. Nửa muỗng cà phê bột nổi. Một bịch bột vani để tạo mùi thơm cho bánh kẹp. Một quả trứng gà, lấy trong trắng và trong đỏ luôn nha các bạn. Một muỗng cà phê đường. Một gốc tương muối. Và 2 cup sữa. Cấp sữa không có đường nha các bạn. Và mình khuấy bột, tán bột ra cho đều và mịn. Trước mình đổ một cấp sữa, xong rồi mình tán, xong rồi mình đổ thêm cấp sữa sau. Làm như vậy nó sẽ đều sữa và đều bột hơn. Bạn đánh khi nào bột mịn và đẹp là được nha các bạn. Và bột mình đánh nó sền sệt là được, chứ đừng có mà lỏng quá thì mình đổ bánh kẹp nó không có ra cái bánh. Đó, bạn dở lên bột nó chảy như vậy nè, là được nha các bạn.
Và bây giờ mình lấy 2 cục bột 30g, bỏ vào Miro không, chạy 20 giây thôi nha các bạn, là nó đủ tan rồi đó. Và mình đổ vào bột, tán đều ra và cho bột nghỉ 20 phút. Rồi mình trở lại, mình sẽ đổ bánh nha các bạn. Đây là khuôn đổ bánh kẹp của mình đây. Cái khuôn này xài bằng điện, nó rất là tiện lợi. Mình mua cái khuôn này ở trong chợ Lidl, chợ Lin chứ, có mười mấy đồng thôi các bạn. Trước khi cái lò nóng thì mình để lên một miếng dầu, rồi xong mình lấy cái miếng khăn giấy mình quẹt đều lên, và mình làm như vậy chỉ một lần thôi, và những lần sau mình đổ bánh nó sẽ không có bị dính bánh. Mình dùng cái giá bự này, và chỉ một giá này mình đổ lên là đủ cái khuôn rồi nha các bạn. Với trọng lượng bột và sữa như vậy á, mình làm ra được 6 cái bánh nha các bạn. Mình đổ một cái bánh này á, nó chín là đúng 1 phút luôn đó các bạn. Rất là tiện, lẹ, nhanh, gọn nữa. Buổi sáng thức dậy cái mình làm khoảng chừng lòng vòng nửa tiếng đồng hồ là mình có bánh cho bọn nhỏ ăn rồi. Cho nên các bạn hãy làm những cái bánh này cho bọn nhỏ ăn, rất là lẹ luôn đó các bạn. Thơm ngon nữa, mà nó được tươi nữa. Và cứ thế mình lần lượt làm cho đến hết bột thôi nha các bạn. Khi mình làm xong hết rồi á, mình lấy khăn giấy á, mình lau, lấy nước lau qua cái, rồi mình lau khô lại, như vậy là được rồi đó, là nó sạch rồi. Bánh này bạn ăn cùng với Nutella nè, hoặc là rưới miếng đường lên.
mình ăn cũng rất là ngon luôn đó các bạn. Mình đổ cũng gần xong rồi. Và đây mình đã làm hoàn tất 6 cái bánh. Các bạn nhìn có đẹp không? Màu vàng rất là đẹp. Cái bánh ở bên ngoài thì nó giòn, bên trong thì mềm, ăn rất là vừa miệng, không có khô bánh. Bánh này các bạn ăn cùng với Nutella nè, hoặc là rưới miếng đường lên, hoặc là ăn cái kem trắng á, bạn paste lên bạn ăn rất là ngon luôn á. Bọn trẻ nhà mình rất là thích. Các bạn hãy vào bếp và làm món này cho các con bạn cùng ăn, để chúng được thưởng thức món ăn của mẹ mình làm, hoặc là của các cô các dì mình làm, rất là ý nghĩa luôn đó các bạn à. Hơi cuối video rồi, mình chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống. Nếu các bạn thấy thích, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và hãy vui lòng nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh cho mình nha. Mình xin nói lời chào tạm biệt cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.